đó, cài thử cho thôi. Là sao vậy? Có bấm này không? Cái đó cũng được, tại tao cài hết rồi, tao cài hết bấm nó cho bấm cái gì. Tại sao vậy trời? Nói chung là nhiều thứ nó lưu bu dữ lắm, phải chơi mới hiểu được, chơi tập từ từ mới hiểu. Tại cứ kiểu mà có nhiều cách chơi á. Nè đổi hướng nữa không? Mày đổi hướng nè. À. Bấm ra đổi hướng nè. Không bấm vô là nó nhảy, nhầm cái hay nó bay rồi nó tung lên. Thì xe dưới kia.